thầy bớt bài. Nên nếu một nếu quý vị hôm nay mà thấy thiếu một bài thì do tại Bình Thọ nó không cho, nên như pháp phải bỏ bớt một bài. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Dạ sư ban hỷ cho con ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đệ đức tự đức, đệ đức tự tri. Dạ con thấy có đệ đức tự đức với đệ đức tự tri ở trong đạo tràng. Dạ quý sư có thể điện thoại cho mà cô tu nữ Tịnh Lạc để áp đức quý sư thì quý sư kéo vào được, hoặc áp đức của con thì con mới kéo vào được ạ. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, như pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, và như pháp cũng xin thưa với đạo tràng cái nick Viriya Tana này là không phải là tu nữ nha. Và nếu vị nào dùng cái nick này thì xin đổi nick đi, đừng có thêm số 1 ở đằng sau để trong đạo tràng cứ tưởng là nick tu nữ. Nhà nhà cũng thông báo với đạo tràng nếu một người mà dùng nick nhái của người ta thì rất là nguy hiểm nha quý vị, nhất là những quý vị Phật tử. Dạ nên là phải cẩn thận. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và như pháp kính lễ đạo tràng. Dạ con thấy đã trễ giờ rồi nên con xin vắn tắt thôi, để con chào đạo tràng xong quý để chờ ngài vào thỉnh pháp sư. Bài học hôm nay hơi dài dạ, nên còn nhiều sự phân tâm khi vào đạo tràng, còn có nhiều sơ xuất. Con kính mong quý ngài và quý vị hãy hoan hỷ con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. À, xã thủ đấy cô Tịnh Lạc đạo tràng được rồi, rất là hoan. Dạ rất là hoan hỷ khi cô vào được. Lúc nãy thì an lạc cho như pháp biết đưa vào và kéo không được. Dạ dạ bây giờ thì là đúng 7 giờ đồng hồ của như pháp rồi mà chưa thấy ngài vào, nên con xin phép được chào đạo tràng trong khi chờ đợi ngài vào rồi. Con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, như pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, như pháp kính chào Vinh Quát Tha Ná, mến chào cô Trần Đạo, kính chào Maha Ra Chá, kính chào Thăm Má Xú Khá, mến chào Sài Gòn mưa nắng, mến chào Thanh Thủy, kính chào cây lá dứa, mến chào cô Rạng Đông, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, mến chào Trang Thư, kính chào Vidya Tana, mến chào cô Hành Kiểm, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, mến chào cô Cẩm Vân, mến chào Thi Na, mến chào cô Hoa Nguyệt. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và như pháp kính chào đạo tràng. Dạ bây giờ thì cũng chưa có thấy ngài vào mà đã trễ một phút rồi. Dạ làm sao đây con cung thỉnh quý ngài và trong ban điều hành cho như pháp một tín hiệu, như pháp thỉnh pháp sư trước để ngài vào mình đọc bài luôn hay sao quý vị, để bài hôm nay dài mà đọc tràng thì muốn tranh thủ nghe pháp của ngài. Dạ mình thỉnh pháp sư nha. Dạ thỉnh pháp sư rồi mình đọc bài. Dạ dạ cảm ơn, cảm ơn quý vị rất là nhiều cho như pháp biết được tín hiệu. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư
Trước khi đạo tràng chúng ta được nhà Trệ Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay, dạ đúng là hơi rung đó, Sài Gòn mới nắng, chưa vào được đạo tràng mà thấy nhiều chuyện tới tấp quá nên rung. Như ngày hôm qua con gì khi cầm bích, dạ, khi cầm bích ở trên lớp học Bích Hóa Thâm Má, sự nghiên học cũng cầm bích, tự nhiên rung đọc bài không được luôn. Cảm ơn Sài Gòn mưa nắng rất là nhiều. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, Tham A Di Đà, Nam mô Sang Kha Di, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tha sa Phạm Thiên vẫn nhậm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhân trần dị hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Vân minh hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam ma đàm mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Hòa Thượng Trệ Siêu vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, con vừa thỉnh pháp sư xong, con xin phép được đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn Bình Quát Thanh Á đã cho bài học. Dạ, bài học ngày hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Khuất Thanh Á, Ni Ca Giá, Ichibut Ta Cá, chương 2, hai pháp, phẩm 2, bài 38, La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai hạng người bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ. Thế nào là hai? Ai phạm hạnh tự cho sống phạm hạnh? Ai đối với người sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh lại buộc lạc? Không. Này các tỳ kheo, hai hạng người này bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Ai lời không chân rơi vào cõi địa ngục, ai sau khi đã làm lại nói tôi không làm, cả hai sau khi chết đều đồng đẳng như nhau. Họ đều là những người làm các nghiệp hạ liệt. Thuộc về cảnh đời sau lại có rất nhiều người, tuy mang áo cà sa, họ không có chế ngự đối với các ác pháp. Do họ làm nghiệp ác, họ phải sanh địa ngục. Tốt hơn đối với họ, họ là nuốt cục sắt tròn cháy đỏ như đống lửa, còn hơn kẻ ác giới không biết có chế ngự. Nếu có ăn dùng gì, các món ăn bất độ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 39 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, chư thiên
và loài người bị xâm chiếm bởi hai tà kiến, một số người chấp chặt, một số người đi quá trớn, một số người có mắt thấy được. Này các tỳ kheo, thế nào là một số người chấp chặt? Này các tỳ kheo, có chư thiên và loài người ưa muốn sanh hữu. Khi các pháp đoạn nghiệp sanh hữu được giảng cho họ, tâm họ không có phấn khởi, không có tính thành, không có an trú, không bị lôi cuốn. Như vậy, này các tỳ kheo, đó là một số người chấp chặt. Và này các tỳ kheo, thế nào là một số người đi quá trớn? Nhưng có một số người lo âu, xấu hổ, nhàm chán với sanh hữu, hoan hỷ khi sanh hữu. Họ nói, vì rằng khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị hoài diệt, không có tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là chân thật. Như vậy, này các tỳ kheo, đó là một người, một số người đi quá trớn. Và này các tỳ kheo, thế nào là một số người có mắt được thấy? Ở đây tỳ kheo thấy sự sanh hữu là sanh hữu. Sau khi thấy sự sanh hữu, vị ấy hướng đến nhàm chán, ly tham, đoạn nghiệp. Như vậy, này các tỳ kheo, đó là những người có mắt được thấy. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Những ai đã thấy được sanh hữu và sanh hữu, thấy được sự vượt bậc, dạ không sai rồi, thấy được sự vượt qua của sự sanh hữu ấy, những vị ấy giải thoát đối như thật hiện hữu, vì nhờ đoạn diệt được tham ái đối sanh hữu. Nếu vị ấy liễu tri sanh hữu là sanh hữu, vị ấy ly tham ái đối hữu và phi hữu, tỷ theo quyết phi hữu đối với chính sanh hữu, sẽ không còn đi đến sanh đi rồi sanh lợi. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con tu nữ Như Pháp thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến Ngài. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Thầy Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng đệ tử Phật, kính chào chư tôn đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay lẽ ra thì hai bài kinh khác nhau, chúng ta học chỉ một bài, nhưng mà vì chúng tôi thấy rằng một là bài kinh ý nghĩa rất là dễ hiểu, đơn giản, nên không cần phải trình bày dài dòng. Với thời gian của chúng ta đủ cho hai bài. Đó là bởi vì còn có hai bài nữa là chúng ta hết cái phẩm, hết cái phần Etikutaka hai chi. Tuần sau chúng ta sẽ
học qua cái phần ba chi. Vì hai ý nghĩa này, hai lý do này mà tôi cho học cả hai bài. Thứ nhất, bây giờ chúng ta học cái bài Apajika Sutang. Tức là kinh người sanh đọa xứ. Kinh người sanh đọa xứ. Hôm nay một lần nữa chúng tôi nhắc cho các Phật tử chúng ta chú ý. Ở đây Đức Phật ngài dùng hai từ tương đương với nhau là chữ Apajika Nirajika. Thường thường đó, chúng ta gặp cái từ mà gọi là Apajika. Apajika tức là Apajá. Thân nguyên gốc của nó là chữ Apajá. Và chữ Nirajika, cái gốc của nó là Niriya. Mà chúng ta hay nói Niriya là địa ngục. Niriya là địa ngục. Thực ra thì chữ Apajá cộng Ajá với chữ Nirajá cộng Ajá thì cái nghĩa nó đồng nghĩa là bất hạnh hay là đọa xứ. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật này nói ở đây, nếu mà chúng ta không có biết cái điều này đó, thì giờ chúng ta sẽ ngạc nhiên là tại sao ở đây nói đến đọa xứ địa ngục mà không nói đến súc sanh, ngạ quỷ, Atula v.v. Chữ địa ngục thật ra chữ Naraka. Thôi thì cái chuyện đó bỏ qua một bên đi. Nói nhiều thì các Phật tử chúng ta cũng không có nhận ra được. Nhưng mà nếu quý vị có đọc ở trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo hay là cái quyển Tóc Yếu A Thì Đàm thì quý vị sẽ gặp cái cõi sanh hữu, chúng ta sẽ biết. Cái bài kinh thứ nhất mà chúng ta học trong hôm nay đó, Apajika Sutang, là người sinh đọa xứ. Này các tỳ kheo, có hai hạng người bị sinh khổ cảnh, bị sinh cõi bất hạnh nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ. Thực ra thì chữ đoạn tận lỗi lầm của họ, thì cái chỗ này chúng ta cũng phải hiểu. Người ẩm vào cái lỗi lầm này, nếu họ không có từ bỏ cái lỗi lầm, tức là họ không có cải thiện phục thiện để sám hối đó, để xin lỗi đó, thì họ đọa vào đọa xứ, họ đọa vào khổ cảnh. Ý nghĩa đó là nghĩa nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ,
Cái chỗ này Phật tử chúng ta đọc kinh đó, chúng ta sẽ khó hiểu. Thì ở đây trong chú giải giải thích cái chỗ này chúng ta phải để ý. Bởi vì nếu giết cha giết mẹ giết a la hán con bậc chạy đầu cho họ có đi sám hối lỗi lầm thì họ cũng không thể nào thoát khỏi cảnh địa ngục sau khi chết. Nhưng mà đối với những cái lỗi lầm khuyết điểm này đó, nếu mà người đó còn ngoan cố chấp giữ cái lỗi lầm, cái khuyết điểm đó thì họ mới sanh đến địa ngục. Còn nếu như họ biết phục thiện, biết sám hối và biết từ bỏ những cái lỗi lầm đó bằng cách là họ trước đây họ làm sai, bây giờ họ cố gắng họ làm đúng, thì như vậy thì họ cũng không có sanh xuống đọa xứ địa ngục đâu. Đó là điểm mà chúng ta phải chú ý. Thế nào là hai? Một là cái người sống phi phạm hạnh lại tự nhận là mình sống phạm hạnh. Nên là cái hạng người nói dối. Nói dối mà nói dối một cách nguy hiểm. Tức là mình không có chứng đạo quả, không có chứng thiền định mà đi khoe với người khác nói rằng mình sống phạm hạnh, mình thành tựu đạo quả, chữ brahmachari chari patinyo, patinyo là tự nhận, thì patinyo là tự nhận, tự nhận là mình sống phạm hạnh, tức là đạo quả đó. Thứ hai, hạng người thứ hai, cái phổi lỗi lầm mà phải sanh xuống địa ngục đọa xứ, sanh xuống đọa xứ hay khổ cảnh, là hạng người mà vô cớ nguyên cáo cái vị mà hành phẩm hạnh thanh tịnh viên mãn mà cho rằng là phi phạm hạnh, chứ amulakena brahmacharyena anuthangseti là vô cáo, vô cớ vô cáo. Nhưng là đường một dễ lắm. Tại sao vậy? Tại sao hai người này mà họ không phải cái lỗi lầm đó mà họ sanh xuống địa ngục? Ở đây thưa quý vị, vì cả hai tình trạng này đều là nói dối, nhưng một đằng là nói dối khoe phước bằng công nhân mà mình chưa chứng. Chưa chứng, mình không có chứng, không có chứng đắc cái pháp thượng nhân như là thiền định đạo quả, mà lại nói khoe với người khác là mình đã đắc. Cái đó là hai người nói dối, mà nói dối cái kiểu này thưa quý vị rất là nguy hiểm. Nếu ở trong giáo pháp này mà các vị tỳ kheo cứ kháo với nhau làm cho Phật tử tin tưởng, nghĩ rằng các vị tỳ kheo này đã chứng là bậc thánh, đã chứng quả thánh, rồi lợi dụng vào cái lòng tin đó để mà sống, để mà kêu gọi họ cúng dường, thì như vậy giáo pháp sẽ bị biến mất. Mà cái tội mà làm cho giáo pháp bị biến mất thì nguy hiểm vô cùng. Còn cái hạng thứ hai cũng là nói dối, nhưng mà nói dối
bằng cách là du khống cho một bậc chân tu vô cớ và cáo gian đó, cái ambulakena nó thân sẽ giá là vô cớ cáo gian, mà tưởng cáo gian cái chuyện gì, mình đi mình gặp một cái vị chân tu, mình gặp vị đó mà mình cáo gian, mình tố cáo vu khống cho vị đó là người ở trận hay là người ngủ ngày hoặc là người lười biếng vân vân, thì cái tội đó còn nhẹ. Còn những bậc mà phạm hạnh chân chính, nhất là các bậc thánh mà mình vu khống, mình nói vị đó phạm cái tội bất công trụ vân vân, thì như vậy là mình đã nói dối một cách nguy hiểm, nói dối một cách nguy hiểm với đó phỉ báng bậc thánh, như là cái nhóm tỳ kheo Matiya Phumacca, vì không có quan hỷ, không có thích tôn giả Đức Melaputta là một vị a la hán. Vị này chỉ vị a la hán mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà đã chứng a la hán rồi, thì ngài mới suy nghĩ nay ta việc nên là làm đã làm, không còn cái việc gì khác cần phải làm nữa, tức là ngài đã đoạn trừ phiền não rồi, vậy thì ta hãy lại làm cái gì có lợi ích cho tăng chúng, bởi vì ta còn trẻ. Cho nên vị đó mới xin với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin cho con giữ hai vai trò lợi ích cho tăng chúng, một thôi là sắp xếp cái chỗ ở cho khách tăng mỗi khi khách tăng đến, hai là chỉ định phố chư tăng chư tỳ kheo đi đến nhà của người cư sĩ trai tăng, bởi vì nhà cư sĩ họ chỉ thỉnh có 5-10 vị, mà chư tăng thì cả nghiêm trung cả ngàn vị, cho nên ngài Đức Phật Bồ Tát Quốc Tán ngài có cái trách nhiệm là ngài sắp xếp nhà này 5 vị này đi, nhà kia 5 vị kia đi, thì tất nhiên cũng sẽ có người ghét, rồi bởi vì ngài thì ngài rất là công tâm, nhà nào mà thí chủ là thánh cư sĩ vào niềm tin thì ngài Đức Phật Bồ Tát Quốc Tán ngài sẽ cử những vị tỳ kheo thánh tăng có phẩm hạnh chân chính để mà đi đến đó gieo niềm tin cho người ta, giữ vững niềm tin cho người ta, ta quan hỷ. Còn nhà nào mà họ chỉ đi làm phước, làm phước cho có làm đó, thì như vậy thì khu bình thường đi cũng được, cho nên ngài sắp xếp vậy. Thế là cái nhóm thì khu Matiya lại ghét ngài, bởi vì cho họ đi những cái nhà mà dân thường đi đến đó họ cúng dường sơ sài, không có nồng hậu lắm, cho nên họ đặt điều, họ du khống nói rằng tỳ kheo Đức Phật Bồ Tát Quốc Tán đã phạm tội bất công trụ, hành với một hành dâm với vị tỳ kheo ni. Thì lúc đó thưa quý vị, vô cớ mà cáo gian như thế, Đức Phật ngài mới họp chư tăng lại. Và khi ngài hỏi, ngài biết nhưng mà ngài hỏi, thì ngài Đức Phật Bồ Tát Quốc Tán ngài mới bạch Đức Thế Tôn, con như thế nào thì ngài biết rõ mà. Đức Phật nói không, ta biết nhưng mà ở đây ngươi phải nói cho chúng tỳ kheo nghe, thì ngài mới trình bày về cái chánh trí của ngài đã thành tựu vậy đó. Cho nên Đức Phật ngài mới ra cái luật, vị tỳ kheo nào vô cớ cáo gian cho vị khác là tội bất công trụ thì chính vị đó là phạm tội tăng tàng. Ở trong 13 điều tăng tàng đó, một trong 13 điều tăng tàng, điều thứ 8 hình như vậy. Cho nên ở đây đó, có hai cái tội nặng nề, một là những mình là bậc thánh nhân
viên mãn phẩm hạnh, thì chính bản thân mình lem ố phẩm hạnh mà mình nói dối như thế đó, mình khoác lác như thế để cho người khác họ tín ngưỡng, họ cúng dường, đó là cái tội thứ nhất, tội nặng. Còn cái hạng người thứ hai cũng tội nặng, tức là vô cớ cáo gian cho một vị phạm hạnh chân tu, gán ghép cho vị đó một cái tội lớn tày trời, như tội bất cộng trụ chẳng hạn, thì cái đó cũng là một cái tội đáng địa ngục. Nhưng mà nếu như mà họ cảm thấy hối hận, vì sao họ hối hận? Họ mới phát lộ sám hối với chư tăng, bạch chư tôn giả, tôi đã phạm tội nói dối, tôi không có chứng đắc, mà tôi cho rằng tôi chứng đắc, mình khai với chư tăng vậy. Còn người kia thì phải sám hối, bạch chư tăng, vị tỳ kheo này là bậc chân tu chân chính, nhưng mà vì không thích cho nên tôi đã vu khống vì đó một cách vô cớ, nay tôi xin sám hối tội lỗi này. Thì chư tăng sẽ tùy, vị luật sư sẽ tùy theo cái mức độ nghiêm trọng mà vị đó đã nói dối, rồi xử phạt, rồi xử phạt theo luật. Còn nếu như mà vị đó không có ăn năn hối hận, không có cải sửa cái hành vi nói dối của mình, thì như vậy đến giờ phút lâm chung, lúc đó cái tâm nó rai rứt vì mình đã nói dối, đại vọng ngữ, rồi chết sanh xuống địa ngục. Cho nên đây là hai trường hợp, đây là hai trường hợp được gọi là hai hạng người. Mà đáng bị sanh vào đọa xứ khổ cảnh nếu không có từ bỏ cái đó. Đó là bài học thứ nhất các vị phải chú ý. Các Phật tử chúng ta nghe hiểu được bài đó không? Quý vị có hiểu? Dạ, tốt quá. Quý vị hiểu được bài kinh thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta bước qua cái bài kinh số 39. Cái bài kinh số 39. Cái 49. À, chúng ta nhớ cái bài kinh 49. Là bài kinh Đến Chí Cà Tát Sức Tăng. Bài kinh nói về tạp ký. Thực ra thì một cái bài kinh này đó, nếu mà chúng ta không chú ý, chúng ta tưởng đâu là anh Va Chi Pháp, nhưng thực ra chỉ có hai chi thôi, quý vị, chỉ có hai chi thôi. Một là có những người mà họ chấp cái tà kiến, những người chấp tà kiến, gọi là Dithigatehi Pariyutthita, là người chấp tà kiến.
Hai là hạng người quán thấy con mắt trí tuệ, quán thấy sự đời bằng con mắt trí tuệ. Chữ ở đây đó có nghĩa là thấy. Có người họ thấy sự đời, họ thấy một cách sai lạc, cho nên người chấp tà kiến. Còn người quán đời bằng con mắt trí tuệ, nữa hai hàng người đó. Nhưng mà trong này khi mà giải thích đó, thì cái hạng người mà chấp tà kiến đó, là hạng người như thế nào? Uligen thì eke, tức là số người rồi chấp tà kiến theo thường kiến. Hai là Atitha Wanti Eke, Atitha Wanti Eke là người chấp theo đoạn kiến. Hai hạng người không đi đến đâu cả. Cái người tà kiến đó thưa quý vị, người tà kiến đó. Có người thụt lùi, còn có người họ chạy tới. Có người thụt lùi, có người chạy tới. Nhưng ở đây theo chung chú giải thì chúng ta u li danh tí e kê là người chấp theo thường kiến. Còn atitha wan tí e kê là người có hạn chấp theo đoạn kiến. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giải về cái hai hạng người chấp theo tà kiến. Sawarama Sawat Arata Sawat Sambudita, tức là có người khi mình họ thích thú, họ quan hỷ, họ ưa muốn sanh hữu, tức là họ chết được. Mặc dầu thân tứ đại này nó sẽ tiêu tan trở về với các bụi, nhưng mà cái linh hồn này, cái tâm thức này nó sẽ vĩnh hằng, nó sẽ bỏ cái thân xác này và nó đi tái sanh ở cảnh giới khác. Và cái họ cứ mơ màng, họ ưa thích các cái sanh hữu, họ dông rủi luân hồi như vậy. Đúng với người đó, do vì họ chấp theo cái thường kiến đó, cho nên khi mà cái pháp được giảng về cái sự đoạn diệt hữu, đoạn diệt hữu, pháp với đi rô tha, đi rô tha cha tí ni rô thù, hễ bị hữu được đoạn diệt đó thì xin được đoạn diệt, giảng theo cái dòng luân hồi đó. Mà xin được đoạn diệt thì già chết sầu bi khổ, ai được đoạn diệt?
Người họ ưa thích cái sự tái sanh, ưa thích cái luân hồi vong rủi và tái sanh. Mà khi pháp được thuyết nói đến cái sự đoạn diệt hữu, tức là niết bàn, nói đến niết bàn thì họ không muốn nghe, chứ gì họ không muốn nghe. Họ không có phấn khởi, họ không chịu tin, họ không có được lôi cuốn, họ không có được lôi cuốn theo cái pháp. Bởi vì cái tâm họ là họ thích sanh hữu, họ thích được còn, được tồn tại. Đừng có nói chỉ ai khác là người ngoại đạo, chỉ ngay như Phật tử chúng ta đây. Có một số người vì hiểu pháp mà chúng ta hiểu không tới đó, thì chúng tôi nghe đến niết bàn là chấm dứt sanh hữu, không còn tái nữa, gánh nặng đè đặt xuống sau đời sống này, không còn đời sống khác. Nghe như vậy họ cảm thấy ngao ngán, họ sợ quá. Họ nghĩ rằng bỏ công tu tập gian nan cực khổ, làm phước nhiều, để rồi cuối cùng đắc chứng niết bàn là đoạn diệt sanh hữu, không còn cái sự tái sanh để mà hưởng thụ nữa. Thì họ nghĩ tu tập như vậy uổng quá. Đó là cái hạng người thứ nhất, hạng người tà kiến, hạng người chấp theo thường kiến. Thì người đó họ sẽ rơi vào cái tình trạng này. Còn cái chấp tà kiến theo kiểu đoạn kiến đó, được gọi là số người đi quá trớn. Số người đi quá trớn. Có một họ rằng sau khi thân quả mạng chung, linh hồn này bị chết đứt, bị ngoại diệt, không có tồn tại sau khi chết. Lần chết là hết. Thì đối với hạng người đó, khi mà nghe nói đến cái chuyện mà làm phước, tu tập để sanh về cõi trời, chứng thiền để sanh cõi phẩm thiên, họ nghe như vậy họ không có tin, họ không có cho rằng là có thể xảy ra, họ không có tin gì. Thì đối với hạng người như là hạng người rơi vào đoạn kiến, và cả hai người đoạn kiến hạng người thường kiến chắc thôi. Một là rơi vào tình trạng này, hai là rơi vào tà kiến tình trạng kia, chứ không thoát khỏi hai cái loại kiến đó. Chỉ có cái hạng người thứ ba đó, thưa quý vị, cái hạng người mà gọi là có mắt, thấy đời bằng trí tuệ đó, thì họ có học pháp, họ thấy được cái sự sanh hữu rồi sanh hữu, tức là hễ còn tạo nghiệp thiện hay là nghiệp ác thì còn bị dẫn đi tái sanh, cõi vui hay là cõi khổ. Họ tin có sự tái sanh, nhưng mà nhờ có trí tuệ cho nên sau khi thấy được sanh hữu là sanh hữu thì họ nhàm chán ly tham,
và họ thực hành để mà đưa đến chỗ đoạn diệt sanh hữu. Chúng sanh mà người mà có trí tuệ khi mà họ nhìn thấy, nếu mà làm ác thì đọa vào cõi bất hạnh như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là khổ. Nếu mà làm thiện, bố thí trì giới vân vân, được hay cõi chư thiên, có cái khổ của con người hay của chư thiên, hết tuổi thọ cũng phải bị đọa. Một người giàu cho có chứng thiền sanh về cõi phạm thiên, nhưng mà hết tuổi thọ ở cõi phạm thiên, họ vẫn phải sanh xuống trở lại cõi dục giới, và có thể họ sẽ làm các ác nghiệp rồi bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì đối với người có trí tuệ nhìn thấy như vậy mới chán. Biết quá còn cái sự tái sanh, nhưng mà người đó đã chán, cho nên cái khuynh hướng của họ là hướng đến một cái mục đích cứu cánh, tức là niết bàn. Hàng ngày người Phật tử chúng ta làm phước hay nguyện idam mê puññang niết bàn nassa paccayo hu thu, nguyện do phước báo này hãy làm duyên đến niết bàn, hãy làm duyên đến niết bàn. Người đó là người có mắt, cho nên chúng ta có tính kiến, chúng ta không có vĩnh hằng, mà chúng ta cũng không có chấp cái sự đoạn diệt. Biết hẳn sau khi chết, chúng ta không có chấp cái đó, mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta thấy có sự tái sanh, sanh hữu là sanh hữu, nhưng mà có trí tuệ quán thấy rằng những cái sanh hữu sẽ có trong tương lai do nghiệp bây giờ đã tạo ra, những sanh hữu đó vẫn còn là khổ đau, cho nên người có trí đó sẽ nhàm chán, sẽ ly tham và thực hành theo con đường mà Đức Phật đã vạch ra, tức là con đường thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh hạnh, chánh tình trú, chánh niệm, chánh định, để đắc chứng niết bàn và chấm dứt sanh tử luân hồi. Người mà theo thường kiến á, thì họ nghe đến niết bàn họ sợ, vì họ nghĩ rằng họ sẽ không còn cái gì nữa, cho nên họ không muốn, họ không thích tu hành là đạt đến niết bàn. Còn người chấp đoạn kiến á, vì họ không tin có cái sự tái sanh, trên họ không thấy cái khổ luân hồi, họ chỉ biết sống hưởng thụ trong hiện tại, và để rồi họ phải chết trong cái bóng tối của tri kiến. Và họ đương nhiên dầu cho họ không tin có đời sau, nhưng mà cái đó là cái tà kiến của họ, đương nhiên là họ chết họ vẫn tái sanh. Kheo có hai cảnh giới dành cho người có tà kiến, đó là địa ngục và trong Trung Bộ Kinh Đức Phật đã dạy như vậy. Còn trong khi một người có trí tuệ, do học hiểu được giáo pháp, chúng ta biết rõ chúng sinh trùng phu bị nghiệp, bị phiền não chi
từ cái phiền não vã, từ cái phiền não đó nó mới thúc giục cho hành động bất thiện hay là thiện. Và khi có nghiệp hành hay là nghiệp hữu, sankhara kamma hay là phava kamma, nghiệp hữu này nó tạo ra cái quả thức tục sinh, nó tạo ra ra cái sanh hữu mới ở cõi ngũ quẩn, cõi tứ danh quẩn, cõi nhất quẩn. Và để rồi cứ triền miên sanh tử, ba nẻo sáu đường. Ba nẻo là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, trời, người. Phải trở đi, trở lại, trở đi, trở lại. Không có nơi dừng chân, không có nơi dừng chân trong cái dòng sanh tử luân hồi. Đối với người có trí tuệ thì họ sẽ làm cho cái cuộc luân hồi này kết thúc, dừng lại. Có hai cái, có hai Phật cô mà chúng ta phải lưu ý. Một câu Phật ngôn ở trong Kinh Pháp Cú mà Đức Phật Ngài dạy rằng là luân hồi là khổ, vậy chớ tiếp nối luân hồi. Rồi trong Di Bộ Kinh đó, Đức Phật Ngài có dạy này các vị kheo, dầu cho dính vào người một cái đấng phẩm nhỏ, chỉ chút xíu thôi, nhưng mà hễ gọi là phẩm rồi đó thì nó văng trúc trên của mình đó, là một đốm nhỏ thôi, nó cũng là khó chịu, hôi thối. Thì cũng vậy, này các tỳ kheo, sanh hữu ta nói là khổ, dầu cho một kiếp sanh hữu cũng là khổ. Cho nên đừng có ưa thích sanh hữu, ưa thích sự tái sanh. Bài Phật ngôn thứ hai Đức Phật dạy ở trong Pháp Cú, người thao thức trằn trọc không ngủ được, họ sẽ thấy đêm dài. Người đang mệt mỏi lê bước, họ cảm thấy đường dài. Còn đối với người thiểu trí, không hiểu được chánh pháp á, thì họ làm cho luân hồi dài vô tận. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta hiểu được, thông hiểu được chánh pháp. Nếu mà chúng ta kết thúc cái sự luân hồi, chấm dứt sinh hữu, chúng ta đừng có sợ là chấm dứt sinh hữu không còn tái sanh nữa thì ổn quá, không có ổn đâu thưa quý vị. Hễ còn sanh hữu là còn khổ. Chúng ta không giống như hai hạng người tà kiến, chấp thường và chấp đoạn, mà chúng ta phải là người có trí tuệ. Và ở đây như thế nào gọi là hiểu chánh pháp để kết thúc luân hồi, thưa quý vị?
chúng ta cần phải có một cái theo chánh pháp. Một là chúng ta phải biết rõ ba luân hồi, phiền não luân hồi, nó trợ cho tạo nghiệp luân hồi, mà nghiệp luân hồi nó tạo ra quả luân hồi. Khi mà biết rõ ba cái đó thì đừng có lo mà chúng ta chặn cái quả, chúng ta phải lo chặn cái nhân, tức là chúng ta từ bỏ những cái hạnh nghiệp, nhất là hạnh nghiệp ác, thì chúng ta bỏ nó đi. Còn hạnh nghiệp thiện, chúng ta cũng phải để ý những thiện hạnh nào, những thiện nghiệp nào mà do vô minh và ái, tức là vì ham danh ham lợi mà làm, ham quả báo sanh thiên mà làm, thì chúng ta phải hạn chế, đừng có làm cái thiện bằng phiền não nó sai sự. Đó là cái hiểu chánh pháp. Hiểu chánh pháp, cách thứ hai đó là chúng ta phải biết rõ những này, ngũ thủ quẩn này là khổ. Bởi vì có thân ngũ thủ quẩn là phải bị già, khổ, bệnh, khổ, chết, khổ, sầu bi khổ của ai là khổ, thương phải xa, ghét phải gần là khổ, muốn mà không được là khổ, muốn cái gì mà không được toại nguyện là khổ. Chính do có thân ngũ thủ quẩn này cho nên chúng ta khổ. Chúng ta hiểu rõ cái chân lý về sự khổ. Nhưng rồi chúng ta cũng phải biết rõ tập khởi của cái sự khổ đó là gì. Chính là do dục ái, hữu ái, phi hữu ái, tức là do cái lòng tham muốn mà ra. Tức là chúng ta hiểu về tập đế. Rồi chúng ta phải hiểu rằng cho đến khi nào tập đế được đoạn diệt thì khổ đó sẽ được kết thúc. Mà tập đế đoạn diệt ở đây chính là niết bàn. Niết bàn là diệt đế, là chân lý thứ ba. Đạt tới niết bàn, chứng đạt niết bàn, giác ngộ niết bàn, liễu tri niết bàn, thì mình phải tu tập, phải thực hành theo bát chánh đạo hay giới định tuệ, đó là đạo đế. Khổ đế học để biết, đế học để diệt, diệt đế học để thành, đạo đế học để hành. Một cái là Parinyaya, Parinyaya Thamma, tức là khổ cần phải biến tri. Nukhasamudayo Pahatapo là tịch đế cần phải đoạn trừ. Nukhasamudayo Pahavet Satchikatapo là diệt đế cần phải đắc chứng. Và Nukhasamudayo Gabari Patipada Phá huyệt là đạo đế cần phải tu tập. Khi mà chúng ta biết rõ về tứ đế như vậy, gọi là hiểu được chánh pháp. Đó cũng là một cái yếu tố để giúp cho chúng ta chấm dứt luân hồi, thưa quý vị. Rồi thứ ba nữa là chúng ta cần phải tu tập anicca
Dupassana là tùy quán vô thường, Dukkha Dupassana tùy quán khổ, và Anatta Dupassana tùy quán vô ngã. Chúng ta phải biết rõ pháp hữu vi này là bị vô thường, khổ đau, vô ngã chi phối. Từ đó chúng ta mới nhàm chán viễn ly. Hiểu chánh pháp là hiểu như vậy thưa quý vị, chứ không phải gọi là hiểu chánh pháp là chúng ta vỗ ngực xưng tên, nói là mình quy y ở hệ phái này, ở hệ phái kia là chánh pháp. Không phải vậy. Mà chính do chúng ta hiểu được nghiệp quả luân hồi, chúng ta hiểu được 40 chân lý tứ đế, chúng ta hiểu được tam tứ của pháp hữu vi, đó là chúng ta hiểu được chân lý. Như vậy thì chúng ta phải có mắt để chúng ta nhìn cuộc đời. Chúng ta đừng rơi vào cái tình trạng mà người ta nhìn cuộc đời bằng thường kiến hay là đoạn kiến. Thì đó là ý nghĩa của bài kinh thứ 2, bài kinh thứ 49. Và cũng đã kết thúc cho cái chương 3 pháp, chương 2 pháp. Tuần sau chúng ta sẽ học về cái chương 3 pháp. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt bài giảng ở đây. Chúc quý vị luôn được sự an vui tiến hóa. Và xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước phước báo từ rừng. Nam Mô Bụt Thầy. Mà quả tu sắp mang lăng rạc hẳn tu sắp bè đê quả tu sắp bà bụt đà nữ phá vay đà sà đà sà thị con quân tu tê. Và quả tu sắp bà mang lăng rạc hẳn tu sắp bè đê quả tu sắp bà hàm mà nữ phá vay đà sà đà sà thị con quân tu tê. Và quả tu sắp bà mang lăng rạc hẳn tu sắp bè đê quả tu sắp bà sà mà nữ phá vay đà sà đà sà thị con quân tu tê. Tất cả hạnh phúc an toàn đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra qua si ni Thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na di ta thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le a cha ma cha cha bi ca vô